Đừng buồn quan cảnh lễ cầu siêu cho ca nương Tú Thanh, bố mẹ xa xứ, chị gái vẫn chưa xuất hiện. Chia sẻ trên trang cá nhân, mẹ ca nương nhí Đặng Tú Thanh cho biết hôm nay ngày 7 tháng 7, gia đình đã cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức lễ cầu siêu cho em. Hôm nay là tuần lâm sơ nhất làm lễ cầu siêu cho con. Nơi đây là trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng mà con đã đến sinh hoạt và dân lời ca tiếng hát cúng dàng lên tam bảo. Mới hôm trước thôi, gia đình con đã lên đây bạch với chư tôn Thiền Đức Tăng Ni về việc làm lễ cầu siêu cho con trong vòng 49 ngày và các tuần tiết khác. Hòa thượng Đạo Hiệu, Thích Quảng Tùng, ngôi đường chủ của trường hạ Ban trị sự giáo hội Phật giáo, có bố thí cho từ ngày xây dựng trụ sở mới, chưa làm lễ cầu siêu cho bất cứ ai. Nay con là người đầu tiên con nhé. Đó cũng là niềm hoan hỷ, niềm tự hào đối với một người Phật tử nhí ngoan hiền, giỏi giang, hết lòng mộ đạo như con. Hôm nay, em đã ra đi gần một tuần, song nụ cười, tiếng hát và hình ảnh của mẹ vẫn còn in sâu trong tâm trí những người còn lại. Được biết, hiện bố mẹ của Tú Thanh vẫn chưa thể về nước để lo lắng cúng đất cho con. Đặng Tú Uyên, chị gái Tú Thanh nhập viện hôm 1 tháng 7, đến nay dù tình trạng đã cải thiện, song vẫn chưa được xuất viện. Trước đó, trong tang lễ của Đặng Tú Thanh, gia đình cho biết chưa để chị gái biết tin dữ vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của Tú Uyên.